Lâm Vân USA với lại Thùy Dương USA đi bắt sò nha. Đó. Nếu muốn đi bắt sò cứ liên lạc với hai kênh. Mấy cái mẹ là vừa nhất nhá. Đây là 40 con. Đấy. Sao bự không nào? Đó. Đó, đó. Con nó lớn vậy đó cả nhà. Đó, bây giờ mình ra khỏi phà nha mọi người. Đây là đường chờ. Phà này nói chung là nhỏ nhưng không có lớn. Phà bên kia mới lớn. Nó đi đường nào ta? Bên này ta cũng chờ nè. Ta chờ hai bên đường ha. Dạ, tại chỗ này nó nhỏ cho nên không có chỗ chờ. Giờ mình đi theo chiếc xe kia nha. Wow, đường đẹp quá mọi người ơi. Cảnh gần giống cái cảnh Đà Lạt ha. Đà Lạt. Đi đường này nhớ lại cảnh thời thơ ấu hả? Nhớ lại về quê hương ha. Thơ. Ừ, thơ. Bây giờ thì thơ thật. Bây giờ là thơ luôn. Thờ. Thờ luôn. Coi như không biết đường về luôn. Rồi đây mọi người ơi, đây mình đã tới cái chỗ bắt sò rồi nha. Đó, đây hôm nay mình đi theo người ta thôi. Chứ mình không biết là có hay không. Thì bây giờ mọi người sẽ đi theo mình nha. Để coi thử coi ngày hôm nay có chiến lợi phẩm gì không. Đây nha mọi người. Đó, đây là to không thấy không? Ê, em nó đang là bắt đây. Đó. Đó. Nhiều nó đen nó đầy ấy. Đây này. Đấy. Đây. Đây này mọi người. Đó, thấy không? Cái này là baby clam đó. Đó, baby clam đầy ha. Đó. Đó. Thì nó hơi màu đen bởi vì cái đất đen thì nó màu đen đó. Nó còn nó bự đó. Đó. Đó, loại này là được một người 40 con nha mọi người. Đó. Dạ con nhỏ thì 10 loại lớn á, thì 10 thao. Còn là nhỏ rồi á thì được 40 con. Quá trời luôn mọi người, nhiều lắm. Dạ. Ồ con bự quá. Wow. Ê cả nhà. Sò này. Hôm nay mình đi Lâm Vân USA với lại Thùy Dương USA đi bắt sò nha. Đó. Hai chị em. Nếu ai muốn ủng hộ Thùy Dương USA hoặc là Lâm Vân USA, và nếu muốn đi bắt sò cứ liên lạc với hai kênh. Liên lạc hai kênh Thùy Dương USA và Lâm Vân USA, hai chị em nha cả nhà. Liên lạc ai cũng được hết á. Nói chung là mình đi chơi, trời nắng đẹp mình đi chơi, mình có sò. Thì mùa này á thì bắt đầu là có sò nha mọi người. Nó mở cho có sò nhiều lắm nhưng mà bây giờ mình lựa là bắt sò lựa, lựa những cái con to thôi nha mọi người. Em lấy nước mặn về thì em ngâm con nhỏ, mình để cho nó lớn rồi sau đó mình mới bắt. Mình bắt đúng rồi. Một người loại này thì một người chung để lựa sơ sơ nha mọi người. Đây là những cái con sò này á thì một người 40 con, nó nhỏ vậy thì được 40 con một người. Còn nếu mà nó lớn á thì mình phải cân ký, thì được mỗi người được 5 ký, khoảng 5 ký là 10 thao. Yeah. Coi còn như 5 ký là 10 thao đó. Yeah. Còn nhỏ thì mình tính số lượng, còn lớn thì mình tính ký, tính cân tính ký. Loại này là mình tính con rồi đó. Giờ mình thử đổ ra coi nha mọi người, nếu đủ là mình phải ngưng. Thấy không? Tí nữa rửa lại nha. Con bự dữ vậy. 2. Đấy, con đấy 4, bự đấy. Ôi trời ơi, ở đây 6, bự nhờ. 8 10 12 14 16 18. Rồi. 40 nha mọi người. Đó. Đó, một người là được như vậy thôi này. 40 con thôi nha. Là như đó là đủ một người rồi đó. Đó đủ một người, bây giờ là mình có nghĩa là mình đào, mình nhắm chừng nhưng mà mình cũng dư này. Bây giờ mình đưa qua cho chị hai nha. Kênh Thùy Dương USA.
Đó. Đó. Em đưa qua cho chị. Nè, những con sò rất là to nha mọi người. Đó, giờ là mình đủ rồi. Chắc là mình đủ luôn rồi chị Hai ơi. Coi coi lựa mấy con to cho chị á. Phải 5 người rồi. Đây. Đám luôn nè. Giờ đổ ra lựa luôn cho chị này. Oh my god, chắc cũng đủ luôn rồi. Đủ luôn rồi. Chắc bỏ lại mấy con nhỏ đi em. Rồi đi giờ em lựa 2 này. 4 này. 20. Mình lấy hai con mới, còn cái này chắc bỏ lại chị Hai ơi. Để em đào thêm cho. Này nhỏ quá mình bỏ lại cho nó sống nha mọi người. Bỏ lại cho nó sống nha. Ô đây còn được hai con nữa. 22. 24. 25. Rồi. Con này nó nhỏ quá. Nhỏ quá bỏ lại. Bỏ lại để cho nó lớn nha mọi người. Dụng để cho nó lớn. Chôn lại. Phải chôn lại nếu không là sẽ phạt nha mọi người. Cái làm gì mình cũng phải đúng luật. Đó, bây giờ mình chôn nó này nữa. Thì là mình phải đúng luật nha mọi người. Đây là cái bến tàu nữa nè cả nhà. Này tôi không có biết đâu nhá, nó xúi tôi đi nhá. Cô đi bắt mà cô đổ thừa. Cô đi đào nhanh hơn người ta mà cô. Đổ thừa nó xúi em đấy chứ. Đó, bây giờ mình sẽ lựa mấy con to bắt cho Thùy Dương nha. Đây mọi người này. Wow, cái con này. Nó bự quá chừng luôn đấy. Đó những con này thấy không? Đó đây này. Bây giờ mình cứ đào lên, mình sẽ những con to mình lấy, còn những con nhỏ thì bây giờ mình đào khoảng 25 con nữa. Đó, rất là dễ mọi người. Xuống chút xíu là đủ limit rồi. 5 phút thôi thật sự. 5 phút là đủ rồi. 5 phút là đủ một người rồi. Phải mất sức nhiều lắm. Nếu mà muốn lớn nhỏ con đại thì trời ơi. Chào cái chút xong. 1-2 phút là xong rồi. Rồi mình lựa. Lựa những con to ấy mình lấy thì nó hơi công phu chút. Nhưng mà nó nhiều lắm. Cứ lại đây. Người ta nói gì? Đứng núi này trông núi nọ. Đào đây thấy con này to nhưng mà nhìn kia thấy con kia to hơn. Đến khi mà bỏ con này quay lại lại thấy con này to hơn. Đấy, cứ thế mà rồi cuối cùng không bao giờ đầy hết á. Rồi cái túi thì nó không đáy nữa. Nhưng mà đúng luật thôi nha mọi người. Mình nói vậy thôi nhưng mà cứ đúng luật là mình chơi thì thoải mái lắm. Mình không phải lo. Mỹ này là phải đúng luật nha. Không đúng luật đó là bị phạt á. Phạt là nặng lắm. Không được không bỏ đâu. Còn không nếu mà đi tù hoặc là kéo xe luôn nha mọi người. Nó lấy xe mình hoặc là có tàu nó lấy tàu mình nó giữ tàu mình luôn á. Cho nên mình cẩn thận. Mình cứ đúng luật mình chơi thì vui cả làng. Ừ cất kìa. Mấy con này mới sung sướng này. Đó, người ta nói gì? Con nhưng mà không đúng nữa. Việt Nam ham to. Người thì bé mà cái gì cũng đòi to hết. Dù biết giống như đi mua đồ cũng vậy. Bây giờ biết là trái này to là có thuốc, trái này nhỏ nhưng mà vẫn lựa trái to. Nhìn nó hấp dẫn hơn. Cái gì cũng vậy à, nhìn nó hấp dẫn hơn nè. Dạ, chắc đủ đấy chị Hai ơi. Đây rửa lên coi. Rửa lên bỏ. Này, mấy cái mẹ làm tôi thích nhá. Hai giỏ. Đây mọi người, đó. Đây là phần của mình nha. Và đây là phần của Thùy Dương USA nha. Thì mình cũng đã cho chị luôn. Thì bây giờ mình đi xuống rửa đi. Xuống như thế này là sình nhiều lắm. À, xuống đây thì sình cho nên mình phải đi ủng á mọi người. Phải đi dày ủng. Đi dày ủng. Ôi trời ơi. Ra ngoài này bớt lún mà ở trong kia nó lún dữ quá. Rửa cho nó sạch này cả nhà ơi. Mình đi bắt chuyên môn rồi cho nên mang cái này đi nè. Rửa cái đó cho đi, nó. Rửa cho nó lại. Sóc là nó sạch à. Sóc là nó sạch. Rồi ra hết. Đó. Nè mọi người. Sóc sóc là nó sạch, sạch đẹp vậy. Sạch hết đó. Rửa thêm nước nữa. Sóc nhiều lần để cho nó hết ra hết cái cát luôn. Làm vậy á về mình đỡ phải rửa quá nha. Đó, như vậy thì nó không rửa. Nó sạch sẽ. Cái này ở ngoài chợ nó bán 1 đồng thôi nha mọi người. Đó, mình đi câu mực mình dùng này, đi bắt sò mình dùng này. Đó, giờ mình để đây, để đổ này đây.
Đấy, rửa, đi. Rửa cho chị hai luôn nha. Đấy, 5-10 phút là nó đủ ăn rồi nha mọi người. Đấy. 5-10 phút là có một nồi sò ăn luôn này cả nhà. À, về nướng, nấu cháo hoặc là mỡ hành, tùy theo mỗi người, mỗi khẩu vị. Mình thì cái này thường là luộc. Đây nha mọi người, mình đã rửa sạch rồi. Đây là cái con sò, đây là 40 con. Đấy. Sò bự không nào? Đó. Con nó lớn vậy đó cả nhà. À, nó lớn quá, nhiều lúc ăn cũng không ngon bằng mấy con này đâu. Hả? Thí dụ mình đi đông á, thì mỗi người 40 con ăn đâu hết đâu. Đó. Một mình ăn này cũng không hết nữa. Đó. Ngon chưa? Đó, thôi. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành với mình nha. Chúc cả nhà một ngày vui vẻ. Thì mình cũng với lại chị hai mình hôm nay là Thùy Dương USA và Lâm Vân USA đi chơi, đi ra biển. Ngày thường nha, trước khi mình đi làm. Đó, ra chút xíu thôi. Đó. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ. Gặp những video tới. Bye bye.